Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Âu Lạc, hôm nay kính mời quý thính giả nghe bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Gia Lý, Formosa vào ngày 16 tháng 1 năm 1988, bài thuyết giảng với chủ đề Có chúng sanh là có Phật. Chúng ta được sư giang mô ni Phật的时候，他用什么东西讲经？啊，听说好几万人来听，天的人呢，龙啊，等等等等，要来听经，他用什么麦克风啊？啊，那个时候有没有麦克风？不晓得哈，我们不在嘛哈，有可能在哦。我们轮回好几世啊，怎么不在呢？嗯，不在怎么今天喜欢听？师父讲经，嗯，那个师父讲，差不多跟释迦牟尼佛一样嘛。如果以前没有听过啊，现在怎么喜欢？有啦，有听过啦。这里你们都有听过，最小一世啊，是。啊，因为我们听了以后，我们有可能忘记啊，或是没有兴趣，或是没有机会再练习那些教理，或是没有那个相信的信。 Không biết thời Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dùng cái gì để thuyết pháp. Nghe nói có mấy chục ngàn người đến nghe thuyết pháp, nào là thiên nhân, người, rồng vân vân. Không biết thời đó có mấy vi âm gì. Chúng ta không có ở đó nên không biết. Rất có thể có người có ở đó. Vì chúng ta đã luân hồi nhiều lần rồi, làm sao không có mặt được? Nếu không có mặt lúc đó, thì hôm nay sao lại thích nghe tôi thuyết pháp? Vì tôi nói cũng giống như những gì Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nếu xưa kia chưa nghe qua, thì ngày nay sao lại thích nghe? Xưa kia có nghe qua rồi. Quý vị có mặt tại đây nghe qua ít nhất 1-2 lần. Có lẽ chúng ta nghe rồi lại quên mất, hoặc không hứng thú, hoặc sau đó không có cơ hội tập luyện những giáo lý đó, hoặc không có lòng tin, hoặc phỉ báng, cho nên chúng ta bị cắt đứt nhân duyên trí huệ. Phải trải qua lâu lắm, chúng ta mới có cơ hội nghe lại những điều này.就三点的东西啊，就好人，是不是？还有救生之家，治国平天下，嗯，赶快的意思嘛。释迦牟尼佛也是这样讲嘛，是不是？但是话有可能讲宽一点点，大一点，那是用语言不一样啊，是不是？嗯，那如果已经释迦牟尼佛讲那么多了，那为什么孔子还讲呢？是不是？那老子也强调。 Nếu không, sau mỗi lần chúng ta nghe nói có những vị đại sư ra truyền pháp, thí dụ Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, Khổng Tử, Phật Thích Ca Mâu Ni, vân vân, mà chúng ta nghiên cứu sâu vào, sẽ thấy những lời các ngài nói như nhau, toàn là dạy nên làm việc thiện, nên làm người tốt, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ý nghĩa đều giống nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói như vậy phải không? Rất có thể Ngài nói rộng lớn hơn hoặc dùng danh từ, ngôn ngữ khác nhau phải không? Và nếu Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói nhiều như vậy rồi, vậy sao Khổng Tử lại nói nữa? Và Lão Tử, Chúa Giêsu Kitô cũng nhấn mạnh nên thương người láng giềng, thương kẻ địch của mình, vân vân, cũng giống như lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy.
他们在的时候，他们有教，但是我们没有亲近。那个时候我们不学，学不来就在这里。如果我们学好了，那现在有可能我们在天堂做另外一个工作了，不是跑到工厂那边去，而是跑到办公室那边去，跑来跑去在这个地球上面。所以我们现在，即使我们不相信师父，比如说你们不相信师父，说师父你说他们大师们叫一样的法门呢。 这个我不会相信，懂吗？那你们不相信，那你们也没办法证明啊，懂吗？自己不知道嘛，怎么晓得这个对不对？ Các ngài không những dạy về đạo đức như nhau, các ngài dạy pháp cũng như nhau. Nhưng vì các ngài đã đi rồi, cho nên chúng ta không biết các ngài đã từng dạy những gì. Rất có thể, khi còn tại thế, các ngài có dạy, nhưng chúng ta lại không thích thú. Thời đó, vì không chịu học, nên ngày nay chúng ta vẫn còn ở đây. Nếu đã học xong thì bây giờ có thể chúng ta ở trên thiên đàng làm công việc khác. Không cần phải vào xưởng hoặc vào văn phòng làm việc, chạy tới chạy lui trên quả địa cầu này. Cho nên, bây giờ cho dù quý vị không tin tôi, thí dụ, quý vị không tin và nói, sư phụ nói rằng các vị đại sư dạy một thứ pháp môn duy nhất, chúng tôi khó tin quá. Quý vị có tin cũng không thể nào chứng minh, tự mình đã không biết thì làm sao biết đúng hay không? 释迦牟尼佛在的时候不学，耶稣基督来不学，现在再来讲一次，也不相信。有可能100千、100年、100万劫以后，再来听一次，有可能那个时候相信。甚至是佛菩萨、圣人、天竺等等，他们的化身啊，这个是佛世界提醒我们，就是那个事情而已。解脱这个身体，了脱生死。 做一种高雅的众生，不再来做人，比如说这样，爱苦等等。如果要再来做人的话，那我们做很自在的人。这个嘛，本来应该替师父工作，结果我一个工作，就跟笨土地一样，越忙越忙。没有麦克风是我应该减少，还可以减少声，有麦克风应该。 Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn sống thì không chịu học. Chúa Giêsu Kitô đến cũng không theo học. Bây giờ tôi đến nói thêm một lần cũng không tin. Rất có thể chờ đến 100.000 vạn kiếp nữa, lúc đó trở lại nghe thì có lẽ lúc đó mới chịu tin. Đời đời kiếp kiếp, Phật Bồ Tát, Thánh Nhân, Thiên Chúa, vân vân, hóa thân đến thế giới ta bà này, chỉ để nhắc nhở chúng ta chuyện này mà thôi. Giải thoát khỏi thân thể này, liễu thoát sanh tử, làm loại chúng sanh cao quý, không trở lại làm người để bị khổ. Còn nếu có trở lại làm người, thì làm con người rất tự tại. Máy vi âm này lẽ ra phải làm việc cho tôi, rốt cuộc tôi phải làm việc cho nó. Giống như đệ tử khờ dại của tôi vậy, càng giúp việc thì càng bận bịu. Không có máy vi âm thì tôi còn nói nhỏ, khi có máy vi âm thì tôi phải lớn tiếng lên. Đồ vật chất là như vậy. Ở trên thiên đàng không dùng máy vi âm, giảng kinh hào lưu lị, tất cả đều nghe được, một điểm cũng không có vấn đề, đúng không? Các bạn có chịu không? Các bạn có nghe được giảng kinh không? Có người đi không? 没有，你们没有，他没有，不应信的，不应信的人就不用讲了，没应信就是，那就当然了，不晓得天堂是什么，何况去那里听经，比如说你没有登记的大学里面的当大学的学生啊，你进门也不能进门的，何况在那里听经，啊，听老师讲那个科目，嗯。 Ở trên thiên đàng không cần máy vi âm, mà có thể thuyết pháp rất lưu loát.
ai nấy có thể nghe, hiểu, chẳng có một chút vấn đề. Quý vị đã từng lên trên đó nghe tôi thuyết pháp không? Có ai đã từng lên đó? Những người không thọ pháp đương nhiên là khỏi nói. Còn những người đã thọ pháp, họ có đi. Những người không thọ pháp đương nhiên không biết thiên đàng là gì, huống chi là lên đó nghe pháp. Thí dụ, quý vị không ghi danh vào trường đại học làm sinh viên đại học, thì vào cổng đã có vấn đề, nói chi đến việc nghe giáo sư thuyết giảng, hiểu không? Luôn cả tiểu học, nếu không ghi danh còn chưa được vào lớp ngồi, huống chi là vào trường đại học. Những người đã thọ pháp rồi thì mới nói chuyện này. Những người chưa thọ pháp thì đâu có nói gì được. Cũng như không ghi danh vào học thì không thể vào trường được, không nhận biết thầy giáo. Thầy giáo dạy học bên trong, còn mình ở bên ngoài không hay biết gì hết. Có ở sát trường học cũng không thể vào nghe. Trên thiên đàng khỏi cần dùng máy vi âm, cũng không cần ngôn ngữ. Nói chuyện nhưng như là không nói chuyện vậy. Không nói nhưng mà có nói. Không nghe thấy tiếng gì nhưng lại nghe được. Không hiểu là nói ngôn ngữ gì nhưng lại hiểu biết. Khi trở về không nói ra được thầy giáo nói gì, hoặc sư phụ dạy những gì, Phật dạy những gì trên thiên đàng, vân vân. Kinh điển Phật giáo là do các đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni thu thập từ những thể nghiệm tu hành của toàn thể đệ tử ở xứ Napan, nước Ấn Độ. Họ lên thiên đàng đến chỗ Lưu Ly Quang Vương Phật như thế nào? Và Phật Thích Ca Mâu Ni ở đó giới thiệu về Lưu Ly Quang Vương Phật trong thời rất xa xưa kia tu pháp môn gì, phát đại nguyện gì. Và khi đã thành Phật rồi, ước nguyện của Ngài vẫn còn. Cho nên, nhiều chúng sinh được độ vì nhờ công đức và ý nguyện rất lớn của Ngài. Lúc đó, không phải ai tu cũng thấy được cảnh giới lưu ly. Chỉ có người đi cùng với hóa thân Phật Thích Ca Mâu Ni lên đó mới có thể nghe được và thấy được. Rồi khi trở về viết ra. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới đó, trong thiền định của người này, không phải nói ở cõi thế giới ta bà.
tuy xác thân của hai người ở thế giới Ta Bà, nhưng khi họ tọa thiền, đã nói chuyện này trong thiền định. Lúc hai người lên đến cảnh giới cao và đến cảnh giới lưu ly, vì thế mới nói đến chuyện của Phật lưu ly, ý nguyện của Ngài, lực lượng của Ngài, vân vân. Có hiểu ý tôi không? Tinh độ rất lớn. Sư gia Mô Ni Phổ hồng và 40他徒弟很多啊，整个印度啊，都收集起来呀，他们的徒弟们的体验，所以才那么多经典的体验，你们了解吗？好，那释迦牟尼佛当然呢，今天堂不用麦克风了，那个时候不用麦克风，那释迦牟尼佛讲经的时候有可能。 讲给一部分的以后，那部分的人呢去外面呢再传，分开嘛，去传那个话给大众听，比如说这样子啊，有可能他们又快快快快快陆陆起来啊，以后去外面分开啊，右面一段一个段题，后面一个段题，中间一个段题，他们的那个领导的人呢去听嘛，听完以后出去传达。Ấn Độ rất lớn. Và Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng pháp 49 năm nên có đệ tử rất nhiều. Cả nước Ấn Độ thu thập những thể nghiệm của các đệ tử, cho nên có nhiều kinh điển về thể nghiệm như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp ở thiên đàng, đương nhiên khỏi cần máy vi âm. Rất có thể thời đó, Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho một số người và số người này ra ngoài truyền lại lời thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thí dụ vậy, có thể họ dùng cách ghi chép tốc ký rồi giao cho mỗi vùng một toàn thể và họ có người lãnh trách nhiệm ra ngoài truyền đạt. Ở thiên đàng thì đương nhiên không cần máy vi âm, trên đó dùng thứ ngôn ngữ khác, không dùng miệng. Trên cảnh giới rất cao, không nhìn thấy thân thể của vị thầy, chỉ nhìn thấy một khối ánh sáng rất đẹp, rất sáng, ngự ở giữa và như là phát ra một thứ ánh sáng, một thứ chấn động lực. Hoặc khối ánh sáng đó có sức chấn động mà không thấy tứ chi, hình như không có đầu, không có mắt, nhưng mọi người đều hiểu. Không quan trọng, ha. Sư phụ giảng câu sư mà, không nên tin. Nếu không tin sư phụ, cũng không nên tin Phật à. Sư gia mâu ni Phật à, vì họ đều nói những chuyện kỳ lạ, chúng ta không được đạt được. 琉璃光佛的那个境界哈，阿弥陀佛的境界哈，华严的境界哈，龙女成佛等等那些事情啊，我们永远得不到啊。那我们怎么相信释迦牟尼佛那么多？ Quý vị nếu nghe không hiểu cũng không sao. Coi như tôi kể truyện cổ tích. Nếu không tin tôi thì cũng không tin những gì Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vì Ngài nói những chuyện kỳ quái mà chúng ta không thể đạt được. Như cảnh giới Lưu Ly Quang Vương Phật, nào là cảnh giới A Di Đà Phật, nào là cảnh giới Hoa Nghiêm, nào là chuyện Long Nữ Thành Phật. Những chuyện đó chúng ta vĩnh viễn không đạt được. Vậy tại sao chúng ta lại tin Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều vậy? Mặc dù Ngài đã đi hơn 2.500 năm rồi, chúng ta tuy không thấy Ngài mà vẫn tin Ngài. Còn tôi hiện giờ nói sao lại không tin? Bây giờ còn có thể nhìn thấy tôi. Khi về nhà tọa thiền, rất có thể có chứng nghiệm. Nếu không, thì chạy đến níu lấy tôi. Có thể nói, tôi nói láo.
Còn Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi hơn 2.500 năm rồi. Chúng ta không biết Ngài, vậy mà vẫn tin Ngài. Còn người hiện thời nói, sao không ai tin? Anh chị nói là sư à, sư hai đời đời nhiều thí nghiệm à. Sư phụ là thủ đi thí nghiệm rất nhiều. Đã thì người sư phụ chủ lại chỉ nếm nơi à, không có cơ hội để sâu trí. Thá mấy là thí nghiệm, nó bất nâng không đâu, yếu hẳn đô, hãy hẳn đô. Lúc của anh chị nói, nếu mà yêu khăn đó, một bản sư cũng chẳng nó mà hậu. Chứ chẳng có chế hẳn nó mà hậu một bản sư à. Thí nghiệm hẳn đô là. 但是这个不是通通他们写的，有个老太婆根本不能写，懂吗？她根本也不讲国语，不能跟师傅沟通，她的体验呢默默享受，有偶尔来看师傅再讲一个。 Chuyện này rất đơn giản, người hiện thời cũng có thể nghiệm. Đệ tử tôi có thể nghiệm rất nhiều, vì tôi mới ra Hoằng Pháp được mấy năm, chưa có cơ hội thu thập thể nghiệm của họ. Nếu quý vị muốn đọc, ít nhất bây giờ có thể đóng thành quyển sách thật dày. Đó là phần họ viết ra được. Còn phần thể nghiệm của các vị lớn tuổi, vì họ không biết viết, vì ngôn ngữ bất đồng, không thể kể cho tôi nghe, họ âm thầm hưởng thụ. Lâu lâu đến gặp tôi, thì kể một chuyện.